mỗi một chu kỳ của người phụ nữ thì sẽ có một cái thời điểm rụng trứng, và cái thời điểm rụng trứng này thì nó hay là ở giai đoạn là giữa chu kỳ. À, ví dụ như là đối với chu kỳ kinh nguyệt là 28 ngày thì thường là thời điểm rụng trứng nó sẽ là tầm ngày 14 của chu kỳ kinh. À, tuy nhiên đấy thì đấy là cơ chế thường gặp gặp ở đại đa số phụ nữ. À, tuy nhiên ở một số phụ nữ thì có những cái cơ chế rụng trứng mà đã được khoa học chứng minh khá là đặc biệt. Ví dụ như là có hiện tượng rụng trứng khi mà mình có những khi mà quan hệ mà mình hết sức là hưng phấn này thì cũng có thể là gây ra hiện tượng rụng trứng ở buồng trứng. À, đó chính là lý do mà ở một số trường hợp quan hệ vào thời điểm kinh nguyệt, đấy là cái giai đoạn mà trứng nó còn nhỏ, chưa có hiện tượng rụng trứng, thông thường mà vẫn có thể có thai được. À, tuy nhiên thì về nguyên tắc chung là mình cũng không khuyến cáo là các bạn quan hệ khi mà có kinh nguyệt. Bởi vì sao? Bởi vì là đây là cái giai đoạn mà cái cổ tử cung của người phụ nữ ấy, nó hơi mở ra hơn so với bình thường để giúp cho cái việc mà niêm mạc từ trong buồng tử cung nó tống ra ngoài. Và khi mà quan hệ vào cái giai đoạn này đấy thì nó sẽ làm tăng cái nguy cơ viêm nhiễm ở người phụ nữ. Chính vì thế cho nên là mình cũng không khuyến cáo. Thank you.